Ok, vài năm này chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu với cái dự án Expedia Core. Thì bài trước chúng ta dùng cái câu lệnh dòng lệnh rồi. Vài này chúng ta sẽ đi vào tạo một cái project bằng Visual Studio và tìm hiểu cái các cái tùy chọn để tạo ra một ứng dụng mới. Chúng ta cũng tìm hiểu các cái mode để running cái application đúng không? Thì chúng ta sẽ khởi động bằng cách tạo bật Visual Studio 2017 Professional ra, và chúng ta có thể nhìn thấy là giao diện của nó rất đơn giản, bao gồm có cửa sổ Solution Explorer, cửa sổ Team Explorer để làm việc với số code, số control, ví dụ như Git, các bạn nên học Git. Solution Explorer là để thao tác nhìn thấy các file recent, recent project này thì nó là các project mới mở thôi. Open hoặc New ở đây. Chúng ta có thể dùng phim cái đây hoặc là chúng ta new ở đây được. Đó, chúng ta có thể new project. Chúng ta dùng trong cái Visual C# chúng ta chọn .NET Core. Các bạn có thể dùng các ngôn khác nhưng mình thì mình dùng C#. Các bạn .NET Core và các bạn dùng chọn web application. Thì cái này còn là location các bạn muốn đặt này. Rồi là thì ở đây nếu mà mình sẽ đặt ở trong cái thư mục của mình đúng không? Mình sẽ đặt là đặt đây và mình đặt tên cho nó là ví dụ như là first web app đúng không? First empty web app, và mình sẽ tạo cái directory cho nó. Solution name là trùng tên với tên project rồi. Ok. Đến cái thằng thứ hai thì các bạn thấy drop down đầu tiên các bạn chọn cái ASP.NET Core này nó sẽ run trên .NET Core hay là .NET Framework. Cái thứ hai là chọn phiên bản .NET Core thì các bạn có thể phiên bản cũ nhất mình cài là 2.0, 2.1, 2.2 thì mình sẽ chọn 2.2. Và các loại template có sẵn. Khi bạn chọn template này thì nó sẽ tạo ra những cái thành phần có sẵn cho các bạn phát triển nhanh hơn. Ví dụ các bạn có thể Angular, React hay Redux cũng có. API, web application, sử dụng Razor Page hay là dùng mô hình MVC. Thì ở đây chúng ta đơn giản nhất chúng ta muốn tìm hiểu cơ bản nhất thì chúng ta nên chọn empty. Và chỗ này chúng ta nhìn thấy cái option enable Docker cho phép cái ứng dụng của chúng ta có thể build ra một image và run trên một cái Docker container để triển khai deploy. Thì chúng ta enable tạm thời disable, chúng ta config HTTPS không thì tạm thời không. Chúng ta có thể chọn được các kiểu authentication, tức là cơ chế chứng thực của ứng dụng của chúng ta, mà chúng ta có no authent tức là không authent. Ở đây chúng ta sẽ dùng identity ASP.NET Identity Core. Thì thông thường mình hay chọn individual đối với ứng dụng MVC, nhưng ở đây mình dùng empty thì chúng ta sẽ đặt no authent. Chúng ta có window authent để chứng thực bằng tài khoản window trong domain work and school individual. Thì chúng ta ok một cái. Nó sẽ tạo ra một project với cái tên mà chúng ta muốn. Đây, first web first empty app đúng không? Ok. Thì các bạn nhìn thấy là tại sao nó ra cái dòng hello world như lúc nãy. Thì bạn nhìn thấy là đây là nó đang bắt đầu tải những cái dependency về. Trong lúc đang tải thì nó có dấu chấm than. Nhưng nếu mà hết tải xong thì nó sẽ hết dấu chấm than, nó sẽ tự động restore các cái package. Ở đây chúng nó dùng hai cái package có sẵn. SDK của nó .NET Core 2.2 runtime. Đó thì cái thành phần solution architect structure chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài sau. Bài này chúng ta sẽ chỉ cần học về chạy thôi. Thì việc chạy thì chúng ta sẽ có hai mode là mode IS Express và mode chính chạy bằng cái tên của cái ứng dụng đó. Thì chúng ta chính là chúng ta tự self-host, tức là tự chạy tự run không cần phải phụ thuộc vào IS Express. Còn thằng này là một cái web server engine dành cho development tích hợp sẵn vào Visual Studio. Thì chúng ta có thể bấm run hoặc bấm F5 đều được. Đó các bạn nhìn thấy Hello World. Đó thì các bạn có thể chọn sang mode thứ hai là mode self-host, tức là mode tự chạy mà nó sẽ bật lên một cái cửa sổ console, nó chạy như một ứng dụng console vậy. Thì giống như lúc này chúng ta chạy bằng cái lệnh .NET Run. Đây chính là việc chúng ta chạy bằng lệnh .NET Run đó. Đó. Nó sẽ lắng nghe trên cổng này.
Ctrl C để shut down cái server. Ok, thì đấy chính là hai cái mode. Thì khi các bạn chạy IS Express thì nó sẽ hiển thị lên trên cái tray icon là bar ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy. Các bạn có thể chuột phải vào đây chọn browser hoặc các bạn có thể stop ứng dụng ở đây. Đó, quản lý ở đây. Show tất cả các ứng dụng đang chạy. Đó, URL là gì? Process ID là gì? Thì đây chính là cái phần quản lý của IS Express. Đó. Thì đó chính là cái tạo ứng dụng.